Chào các bạn, như các bạn thấy thì trên tay của San là những chiếc mặt nạ của chính San luôn. Và hiện đã được bán trên shop áo Thế Vũ chấm cơm, giá còn rẻ hơn bên ngoài nhiều luôn á. Ngoài ra còn có bán mặt nạ của 404, 505, 606, 707, Omni, 504. Nói chung là bán hết mấy mặt nạ San luôn á. Các bạn nhớ ủng hộ nha, chúc các bạn xem phim vui vẻ. Ở tập trước, vì muốn có được tình yêu của Mimi mà cả bốn linh thú của Tứ Xanh đã chiến đấu với nhau một trận quyết liệt. 505 và 404 đã chứng kiến nhưng không muốn can thiệp vào và để cho các linh thú Blaster tự giải quyết. Sau một hồi giao chiến thì cả ba linh thú còn lại quyết định hợp sức chống lại Jack Bet của 404. Thế là Jack bị thất thế. Thấy vậy, 404 liền ra tay để ngăn chặn cuộc chiến này và cho Mimi tự lựa chọn tình yêu của mình. Và người Mi chọn chính là Jack. Cặp đôi uyên ương đã rời đi và để lại ba linh thú rất si. Trong khi đó, Skibidi lão đại đã xuất hiện với mục đích là trả thù cho con trai của mình. Trên đường đi kiếm 504, hắn đã lần lượt xử sai anh, rồi đến Los Angeles. Hai đặc vụ đã phát hiện ra hắn nhưng không thể làm gì trước sức mạnh quá lớn của hắn. Ngược lại, còn bị hắn bắt đi một cameraman. Liệu mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn xem tiếp tập 150 này nhé. Tập 150, đêm trung thu bất ổn. Tết trung thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường. Hey hey, lòng vui sướng với đèn trong tay, em mua ca trong anh chẳng rằm. Hey hey, đèn ông sao dây đèn ca chép, đèn thiên nga dây đèn bóp bóp. Hát gì vậy bà nội? Nhạc nhịp hết trơn vậy. Hãy hát đúng nhịp như xanh khủng long nè. Tùng dinh dinh cắt tùng dinh dinh, tùng dinh dinh cắt tùng dinh dinh. Ma ma nè, ma 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 nè, ma ma nè, ma nè, ma nè, ma ma nè, ma. Rim, thấy con bướm của tôi đẹp không? Con bướm của mày sao đẹp bằng con thỏ của em? Con thỏ của Trâm sao đẹp bằng búp bê của manh nè, manh nè, manh nè. Búp bê sến mà. Có đèn ông sao mới là vĩnh cửu thôi. Trời ơi, thời buổi này mà còn chơi lồng đèn nữa. Phải chơi khủng long xanh giống như xanh nè. Khủng long xanh ơi khủng long xanh, khủng long xanh ơi khủng long. Rớt cái đuôi rồi nè. Cho xin lại, cảm ơn. Thank you. Tết trung thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường. Hey hey, lòng vui sướng với đèn trong tay, em mua ca trong anh chặt. Mọi người ơi, cứu tôi, cứu tôi mau lên. Từ từ, có chuyện gì vậy? Muốn chơi chung đúng không? Trời ơi, không có. Mau cứu đồng nghiệp của tôi đi, nó đã bị Skibidi bắt đi rồi. Hả? Cái gì? Skibidi hả? Ủa, sao anh nhớ? Nó đã bị 504 tiêu diệt rồi mà. Không phải con đó đâu. Con này là cha của con quái vật đó đó. Hả? Cha luôn hả? Nhưng mà không sao, xanh lo được. Đặc vũ cứ yên tâm nha. Ừ, vậy mau giúp tôi đi. Thôi, mà trước khi lo, xanh phải chơi trung thu ấy đã. Ở đây còn nhiều bạn chơi vui lắm nữa nè. Giờ còn chơi trung thu nữa. Thôi được rồi, tôi không cần mấy người nữa. Giờ tôi đi nhà thần 504 của tôi. Mệt quá. Ủa, sao mà gấp vậy? Không hiểu gì luôn á. Ờ. Thôi, đi chơi tiếp mọi người ơi. Đèn ông sao dây đèn ca chép, đèn thiên nga dây đèn bóp bóp. Nữa hả? Tùng dinh dinh cắt tùng dinh dinh, tùng dinh dinh cắt tùng dinh dinh, tùng dinh. Ủa, gì vậy ta? Khủng long hồng nè. Một con khủng long màu hồng hả? Ủa, bạn khủng long hồng này ở đâu ra vậy? Tôi đi chơi trung thu, thấy mấy bạn chơi vui quá nên tôi vào chơi chung. À, thì ra là vậy, mà phải xin phép tụi tôi chứ. Tự nhiên nhào vô làm hết hồn à. Đúng rồi nè, làm hết hồn luôn nè. Vậy hả? Cho tôi xin lỗi nha. Bạn tin gì vậy? Ê á, gì vậy? Mũi cắn. Trời ơi, thôi được rồi, chơi chung với tụi tôi nè. Vô. Tết trung thu rớt đèn đi tu. Gì nữa vậy Rim? Ủa mà quậy luôn á. Tết trung thu đốt đèn đi chơi em. Hình như đó là
Hai con thú kia đứng lại. Lại đây ta cho ăn xương nè. Đúng lúc lắm. Hai đứa bay không biết tao, nhưng tao biết hai đứa đó có phải con màu xanh là con bé của 404 không hả? Hôm nay đúng là ngày may mắn của ta. Có ngon, mày kêu thằng chủ của mày ra đây đối mặt với tao nè, hai con bé quen. Chỉ là bé thôi mà mày đặt yêu với đương hả? Dám phun lửa ta hả? Mày hả bưởi? Hôm nay tao sẽ có món gồng nướng chui rồi. Định làm gì tao hả nhóc? Kêu chủ mày ra đây. Chỉ coi như đó là sao? Hả? Hai mày định làm cái gì vậy? Mày cũng khá lắm, nhưng chưa đủ đâu. Nữa đi, còn yếu lắm. Nữa đi hai con. Đứt tay đây nào. Đó chẳng phải là bét của đại ca hay sao? Bét của đại ca cũng mạnh mà ta, sao lại dễ dàng bị hạ như vậy được? Nhìn gì hả? Có chổi, nhào vô đây nè. Cuối cùng con bét của thằng chó đó cũng chui vào bụng của ta. Gà cũ nó nè, 504. Hai con bét lực vậy mà còn chưa thua hả? Không xong rồi, phải báo cho đại ca ngay mới được. Thằng nào chạy ngu với tao vậy? Là ông nội của mày nè. Thì ra mày chính là đàn em của 404. Thì sao hả ông già? Ông bước qua xác của tôi chưa mà dám đụng tới đại ca 404 của ta hả? Chưa gì mà căng vậy? Ủa? Mới như đó mà đã mệt rồi hả bạn? Bây giờ thì đến lượt ta. Cây búa của ông nội thiên lôi. Cái gì vậy? Mới một chiêu thôi mà đã bị hạ rồi. Năm không bốn, mày đợi đấy. Kỳ vậy ta? Rõ ràng là Lost nói kiếm người yêu cho 707 nhanh lắm, mà đi cả ngày trời không thấy đâu. Không lẽ bị cô gái nào bắt đi luôn rồi? Anh ơi, giúp em. Ngươi là ai hả? Bình tĩnh anh ơi. Em chỉ là một đặc vụ thôi. Em đang cần một sự giúp đỡ từ anh. Thằng bạn của em đã bị Skibidi bắt đi rồi. Anh giúp em với. Chuyện của ngươi thì liên quan gì đến ta? Trời ơi, nó bắt thằng bạn của anh đi luôn rồi kìa. Thằng bạn của ta? Ý ngươi là ai? Thì là Lost San chứ ai nữa. Hả? Là Lost San hả? Dạ. Ngươi nói có thật không? Dạ thiệt mà. Anh không tin, em dẫn tới đó cho anh coi. Đi đi theo em mau lên. Nhanh lên anh ơi. Anh ơi, chính là nó. Chính nó đã bắt cái thằng bạn của anh đó.
mau xử nó đi. Chỗ nào nữa vậy hả? Cameraman, ngươi không dẫn 504 tới đây mà dẫn thằng nào vậy hả? Hả? Anh trai, nó đó, chính là nó đã bắt thằng bạn chí cốt của anh đó. Ông kia, hãy mau thả Los San ra mau. Không. Ấy. Ấy. Ngươi có đủ bản lĩnh để cứu bạn của ngươi ra không? Đủ bản lĩnh liền anh ơi. Chỗ mà ngươi cũng khá lắm nhóc, ta thấy đỡ chán rồi đó. Hay lắm anh ơi, tiếp tục đi, quất nó, sợ gì nó, có gì em lo cho. Nhào vô nhóc. Qua wow, tuyệt chiêu ngưng động thời gian, thật là lợi hại. Thấy tuyệt chiêu đầu búa sức cán của ta như thế nào hả thằng nhóc? Trời ơi, không xong rồi. Ta nhất định sẽ cứu Los San. Wow, rồi, xong không rồi, rút dao qua rồi. Làm được gì tao? Chiến đấu tới cùng thì nói. Hả? Trời ơi, thôi rồi, xong mình quá sạch rồi. Ê, tính làm sao bây giờ ta? Ai cứu anh ấy đi. Sao hả nhóc, còn muốn cứu bạn nữa không? Thật là ngon quá đi. Còn mày, cái thằng đặc vụ chết thiệt. Hả? Ngay cả anh Los San cũng bị hút rồi sao? Bây giờ sẽ tới lượt mày nè thằng cỏ. Tao đã kêu mày kiếm thằng 504, mà mày lại lôi cái thằng này để đối phó với tao. Ông mà đụng đến tôi, anh trai tôi sẽ không tha cho ông đâu. Mày nghĩ cái thằng TV ve chai đó làm được gì tao hả? Kêu mùi thằng ra đây. Trước mắt mày sẽ phải chết. Cái đầu của ta. Cái gì? Không lẽ nào? Anh ơi. Hả? TV Man, hắn đã tới tận đây thật sao? Anh trai, anh đã tới thật rồi. Cảm ơn anh trai lắm. Anh
mà tới chậm một bước nữa. Bây giờ em đã trong cái cổng hôi thối của hắn rồi. Xử hắn đi anh. Bắt hắn thả đồng nghiệp của em ra đi. Hắn đã nhốt đồng nghiệp của em rồi đó. Cái đầu của ta. Mày hãy đợi đó TV. Ui, lão già đó, chạy rồi kìa anh Ti. Không để hắn chạy thoát được, phải đuổi theo hắn. Đứng lại ông già kia. Lại là hai đứa bay. Thôi được, tao đi đường khác. Sao bám da như đĩa vậy hả hai cái thằng này? Ý đông, ăn hiếp người già cả hả? Tao sẽ báo cảnh sát đó nghe chưa? Báo đi, tôi đặc vụ nè. Mà ông mau thả cái thằng đồng nghiệp của tôi ra. Hả hả? Thả cái bíp á? Giờ tao không thả, mày làm được cái gì tao hả? Cái gì vậy? Ê, mày làm gì vậy? Đi đi. Hello. Hai đứa bay, ý đâu băng hiếp người già hả? Thật là hèn hả? Buông ra, ông cờ hốt, buông ra. TV Man. Lão đại, tôm hồn thì mau thả đồng nghiệp của ta ra mau. Nếu không gần con, lão tẹt hả? Hai đứa mày tưởng tao chạy là sợ hả? Bây giờ tao chấp hai đứa đó. Nhào vô, nhào vô. Trời, vụ gì vậy? Quen quen. À, nhớ rồi. Hôm qua lúc tụi mình chơi trung thu á, ông này ông chạy lại nhờ tụi mình giúp đỡ nè. Phụ ông tiêu diệt quái vật toàn cầu cha vậy đó. Ủa, mà cái ông đổi cái TV lại vậy anh Sành? Không biết nữa, mới thấy luôn. Nhận lấy cây búa của ông nội nè. Ô, đau dữ nha. Đau thiệt chứ bộ. Chơi nguyên cây búa vô đầu. Thằng đánh con này. Đúng rồi. Tiếp tục đi anh hai. Đúng rồi. Mày biết là trên đời này tao ghét nhất là sóng tivi không hả? Hằng chết tiệt. Nếu mà không thích sóng tivi thì ta sẽ cho ông thưởng thức cây súng này. Hả? Nít hả? Ông nghĩ ông nít ở đó thì sẽ an toàn rồi sao? Chắc tôi không biết gì đâu. He he. Lão đại, mau ra. Nếu không ta sẽ xả ông xuống cống đó. Hả? Đâu rồi? Cái quái gì vậy? Tại sao ông lại có thể đi ra ngoài mông cầu được? Hả? Vụ gì vậy? Sao lại có thể như vậy được? Hack game hả? Come on, đứng dậy nào bé con. Lão già này lợi hại thiệt. Có thể tách chuyên cơ thể của hắn ra khỏi cái toilet này. Còn nhiều điều mày còn chưa biết về tao lắm. Chuẩn bị thưởng thức thêm nè. Ông đừng có ngạo mạn. Trời ơi, ông nội này bị Lý Tiểu Long nhập hả? Tao sẽ gả đồ mày ra để bán về chai tivi. Đúng
đúng rồi, sợ nó, trời nó, quật nó luôn đi. Trời ơi, quên nhân đúng rồi. Mày định làm gì? Mày đứng lại đó. Mày đứng lại. Mày mà bước tới, tao sẽ giết thằng em của mày. Anh hai, giữ hết đi, đừng lo cho em. Ê, bậy, đánh ông lại, chơi gì kỳ vậy ba? Tìm bố men, tao nói mày đứng lại, nghe chưa hả? Hả? Thằng em của mày đã bị tao bắt rồi. Thằng kia, dừng lại, nếu mày không dừng lại, tao sẽ giết thằng em của mày đó, hiểu chưa? Cho mày. Cho này, mày làm nào vậy hả? Tôi là Sam Nhếp Hồng chứ ai. Mày đi đâu vô đây? Tôi cầm cái lồng đèn về không thấy hả? Đi chơi trung thu đó. Thằng mất dạy. Wow, đâu quá anh Sam ơi. Mà không biết được mấy giây nữa. Ông nói ai mất dạy hả? Ông được lắm. Ủa? Thằng ngu. Trời ơi, quên nữa. Mimi đi chơi với trai rồi. Con bé của mày đã bị tôi nhốt trong đây rồi. Sao hàng nhóc không láo liếu nữa hả? Muốn sao? Ông, hãy mau thả Mimi của tôi ra mau. Đi mà, hãy thả anh ra đi. Lo nhiều chuyện hả? Nhiều chuyện chơi chung đu không lo chơi. Chuyện của ta hả? Mày... Thôi, thì chung gì tin. Hai đứa bay bước tới, tao giết con bé của nó đó. Thôi. Sao lo được mà, không sao đâu. Sao hả? Tao sẽ cho mày có sao. Ê, thằng kia, đứng lại. Mày bước tới, tao giết thằng em mày đó. Tụi bay chỉ là những con rối của tao thôi. Mày đứng nhìn cái gì hả? Mày ơi, nhìn cái gì? Con này nữa, mày nhìn cái gì hả? Ông làm gì tôi cũng được, nhưng ông phải thả Mimi ra cho tôi. Mày thả. Lại làm cỡ nào nữa đây? Cái gì? Mày thích thề không? Có giỏi thì xuống đây chơi với tao nè, cỡ. Nhào vô. Đã hết tập này rồi. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để đón xem tập tiếp theo nha. Nhớ ủng hộ team tại shopaoxayvu.com. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn. Như các bạn thấy thì trên tay của San là những chiếc mặt nạ của chính San luôn. Và hiện đã được bán trên shopaoxayvu.com. Giá còn rẻ hơn bên ngoài nhiều luôn á. Ngoài ra còn có bán mặt nạ của 404, 505, 606, 707, Omni, 504. Nói chung là bán hết mấy mặt nạ San luôn á. Các bạn nhớ ủng hộ nha. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.